Dù chỉ trong giây lát, Bồ Tát như vậy, hộ trì an nhẫn ba la mật đa mau được viên mãn, không bao lâu chứng đắc trí nhất thiết trí. Bồ Tát như vậy tu học an nhẫn ba la mật đa, dần dần được rốt ráo, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu đại Bồ Tát an trú hộ trì an nhẫn ba la mật đa như thế, với kham chịu sự mắng chửi hủy nhục của người khác, tâm vị ấy không lay động như núi diệu cao, tăng trưởng công đức thiện căn, khó bị hoại, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích an lạc cho khắp thế gian. Xá Lợi Tử liền hỏi cụ thọ Mãn Từ Tử, nếu khi đại Bồ Tát tu an nhẫn, có hai người đến chỗ Bồ Tát, một người vì thiện tâm nên đem bột trên đàn xoa thân, một người vì ác tâm nên đem lửa đốt thân, Bồ Tát đối với những người kia nên khởi tâm gì? Mãn Từ Tử đáp, đại Bồ Tát này vì muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên đối với người thứ nhất không khởi tâm ưa thích, đối với người thứ hai không khởi tâm tức giận, phải khởi tâm bình đẳng đối với cả hai, đều muốn lợi ích an lạc hoàn toàn. Như vậy đại Bồ Tát hành an nhẫn ba la mật đa, nên trụ an nhẫn ba la mật đa. Nếu đại Bồ Tát hành an nhẫn ba la mật đa, trụ an nhẫn ba la mật đa, là đại Bồ Tát hành hành xứ Bồ Tát không điên đảo, an trụ tịnh độ Bồ Tát không điên đảo. Đại Bồ Tát như vậy, đối với hữu tình không nên phát khởi tâm giận dữ, không nên phát khởi tâm hiền hận, không nên phát khởi tâm báo thù. Chúng đại Bồ Tát như thế, đối với hữu tình được viên mãn an nhẫn, viên mãn xưng tán, viên mãn nhu hòa, viên mãn ý vui, đối với tất cả chỗ đều khởi lòng từ, không phẫn nộ, không hiềm hận. Như vậy, nếu các hữu tình khác đến chỗ của các đại Bồ Tát mà đem lòng oán hại, muốn đánh, muốn trói, hủy nhục, trách mắng, nên an nhẫn, tâm không được báo thù. Như vậy, nếu các hữu tình khác muốn đến chỗ chúng đại Bồ Tát tranh đấu, làm việc không lợi ích, thì Bồ Tát phải khởi tâm hòa hảo với họ, dùng lời lẽ nhẹ nhàng xin lỗi, khiến họ dứt bỏ tâm độc hại. Bấy giờ Bồ Tát suy nghĩ như vậy, hữu tình này đến chỗ ta gây sự tranh đấu, không muốn lợi ích, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên vì họ mà tuyên dương pháp không sâu xa, để họ chấm dứt tất cả sự tranh đấu. Nghĩa là vì họ tuyên dương tánh không của sắc quần đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó, tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi, tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của thọ tưởng hành thức quần đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của sắc xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của thanh hương vị xúc pháp xứ đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của sắc giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của thanh hương vị xúc pháp giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn thức giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới đều hoàn toàn như huyễn hóa, trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu.
hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhãn xúc đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của nhĩ tý thiệt thân ý xúc đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của địa giới đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của thủy hỏa phong không thức giới đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của nhân duyên đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của vô minh đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Hoặc vì họ tuyên dương tánh không của dục giới đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Cũng vì họ tuyên dương tánh không của sắc giới, vô sắc giới hoặc vô lậu giới đều hoàn toàn như huyễn hóa. Trong không đó tuyệt đối không có sự cạnh tranh, để người kia nghe rồi tâm liền chấm dứt tranh đấu. Như vậy Bồ Tát suy nghĩ, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thuyết pháp như thế cho các hữu tình, khiến cho họ dứt hẳn tất cả tranh đấu, tâm họ bình đẳng như hư không, không tìm lỗi lầm lẫn nhau. Do đây chưa cảm được thân tướng trang nghiêm của đại sĩ, tất cả hữu tình thấy đều hoan hỷ làm lợi ích cho nhau, cho đến lúc chứng đắc niết bàn thanh tịnh, xa lìa các hí luận, hoàn toàn an lạc. Xá Lợi Tử lại hỏi Mãn Từ Tử: hai loại an nhẫn, Bồ Tát và Thanh Văn, nên biết loại nào rộng lớn, vi diệu, thanh tịnh, thù thắng? Mãn Từ Tử liền hỏi lại cụ thọ Xá Lợi Tử: này tôi đem việc hiện tại hỏi lại tôn giả, tùy ý tôn giả trả lời. Xá Lợi Tử đáp: tùy theo các câu hỏi tôi sẽ đáp. Mãn Từ Tử hỏi: lưỡi cảnh sắc ở thế gian và vàng ở châu thiện bộ, hai loại ánh sáng đó, nên biết loại nào rộng lớn, vi diệu, thanh tịnh, thù thắng? Xá Lợi Tử đáp: ánh sáng của lưỡi cảnh sắc ở thế gian làm sao sánh nổi vàng ròng ở châu thiện bộ này? Nghĩa là ánh sáng vàng ròng ở châu thiện bộ rộng lớn, vi diệu, thanh tịnh, thù thắng. Mãn Từ Từ hỏi: an nhẫn của Thanh Văn giống như ánh sáng của lưỡi cảnh sắt ở thế gian, an nhẫn của Bồ Tát giống như ánh sáng vàng ròng ở châu thiện bộ, nên biết tướng của hai loại an nhẫn hơn kém có khác nhau. Vì sao? Xá Lợi Tử: vì an nhẫn của hàng Thanh Văn thừa chỉ quan sát quẩn cho đến thức quẩn, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát thừa cũng quan sát quẩn cho đến thức quẩn hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn, vi diệu, thanh tịnh, thù thắng hơn an nhẫn của Thanh Văn.
An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán nhãn xứ cho đến ý xứ, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán nhãn xứ cho đến ý xứ hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc xứ cho đến pháp xứ, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sắc xứ cho đến pháp xứ hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh, thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc giới cho đến ý giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sắc giới cho đến ý giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán sắc giới cho đến pháp giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán sắc giới cho đến pháp giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán nhãn thức giới cho đến ý thức giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán nhãn xúc cho đến ý xúc, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán nhãn xúc cho đến ý xúc hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán địa giới cho đến thức giới, đưa đến phát khởi sự vô ngã hữu tình sinh mạng, sự sống nuôi dưỡng trưởng thành. Người ý sanh thanh niên tạo tác thọ nhận sự biết sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán địa giới cho đến thức giới hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh không diệt, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn.
An nhẫn của hàng Thanh Văn Thừa chỉ quán vô minh cho đến lãng tử, đưa đến phát khởi sự vô ngã, hữu tình, sinh mạng, sự sống, nuôi dưỡng, trưởng thành, người ý sanh, thanh niên, tạo tác, thọ nhận, sự biết, sự thấy. An nhẫn của hàng Bồ Tát Thừa cũng quán vô minh cho đến lão tử, hoàn toàn không tự tánh, nhưng đưa đến phát khởi sự không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, không giảm, tịch tĩnh xưa nay. Cho nên an nhẫn của Bồ Tát rộng lớn vi diệu, thanh tịnh thù thắng hơn an nhẫn của các thanh văn. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có kẻ oán tặc đến chặt tay chân ra từng phần nhỏ, đại Bồ Tát này suy nghĩ có thể biết được số lượng cát ở sông Hằng, nhưng số lượng thân thể khó biết được. Như thân thể bị chặt và người chặt đều thuộc về sắc nên có biết số lượng bị phân chia. Thân thể đã bị phân tán ra từng phần rất nhỏ, sao lại duyên nơi đây mà sanh sân hận? Đại Bồ Tát này quán nghĩa như vậy, dù gặp phải oán tặc mổ xẻ thân thể từng chi tiết mà vẫn nhẫn chịu, hoàn toàn không có tâm sân hận báo thù. Các Bồ Tát này tùy theo sự phát khởi tâm an nhẫn, hồi hướng cầu đến trí nhất thiết trí, hộ trì an nhẫn ba la mật đa. Như vậy nên biết, chúng Đại Bồ Tát thường an nhẫn ba la mật đa tất cả thời, không bao giờ xả bỏ. Lại nữa Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, có người đến đánh đập